Vâng, xin chào toàn thể anh em đang theo dõi clip của em nhé. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2019 thì em đang trên đường về một cái mẫu xe Chevrolet Captivan số tự động sản xuất năm 2007. Mẫu xe này thì hiện tại em đang về đến khu vực Bắc Ninh rồi. Một cái mẫu xe biển Quảng Ninh nhé, sản xuất năm 2007 số tự động. Thì vậy là anh em nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe Chevrolet Captivan này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0888907666 nhé. Và sau đây em sẽ quay cho anh em tổng thành chi tiết về cái mẫu xe Chevrolet Captivan này nhé. Vâng, thì hiện tại em đang có mặt ở chỗ cổng khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh 3 và đang trên đường về một cái mẫu xe Chevrolet Captivan với phiên bản số tự động sản xuất năm 2007 nhá anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu muốn mua một cái mẫu xe 7 chỗ về đi gia đình mà được trang bị hộp số tự động đi rất là nhàn này thì anh em có thể là liên hệ sớm với em. Đấy, một cái mẫu xe đang trên đường về rất là chất lượng luôn. Em quay cho anh em tổng thành xe nhé. Màu bạc biển Quảng Ninh anh em nhé. Đấy, xe thì chủ xe sơn lên la răng màu thâm này, nó cũng tương đối gọn gàng rồi. Dòng xe này được chủ xe độ nên đề start top rồi nhé. Cái dòng đề này đề thông minh nên là ví dụ anh em chỉ cần đi đến gần cửa như này là khóa cửa tự mở nhé anh em nhé. Đấy, đây là đề thông minh này, đề start top nhé. Đấy, chủ xe này cũng cần nhắc bảo dưỡng định kỳ thì chủ xe này đi cũng cẩn thận nè, công tơ mét ghi ngày thay dầu mỡ trước đầy đủ hết nhé. Trang bị hộp số tự động đây nha anh em nhé, màn hình cam nùi đầy đủ hết rồi. Đấy, trang bị hộp số tự động, màn hình cam nùi đầy đủ, đề quá thông minh rồi nhé. Chủ xe này người ta cũng cẩn thận là cũng phiếu bảo dưỡng định kỳ dầu mỡ này, xe còn nói chung là rất là cứng xe. Đấy, anh em nhìn xe keo chỉ gần như là keo chỉ zin cả xe luôn, xe không đâm va gì đâu anh em nhé. Đấy, em đang trên đường về hiện tại. Đấy, xe anh em chỉ cứ đứng ra khoảng mấy mét thôi thì là cái khóa này nó tự động lóc khóa cửa luôn. Đấy, nếu xe thì chìa khóa để trong xe thì không bao giờ sợ khóa luôn. Đấy, khóa cửa tự động để ấn start top, xe cứng xe cực kỳ luôn anh em nhé. Đây, đang trên đường về thì quay luôn cho anh em luôn, bởi vì xe mẫu xe này về là chỉ rửa nước nã là bán thôi, săn bán thôi. Đấy, không phải dọn dẹp gì nhiều đâu. Đấy, anh em nào mua về chỉ sẵn đi thôi. Hiện tại thì em tắp lề đường em quay luôn cho anh em luôn đây. Đấy, đang ở từ Bắc Ninh về. Đấy, xe nó còn bẩn nguyên nhưng mà được cái xe nó cũng chất, em chạy thử xe ở xe nó cũng tương đối chất nha anh em nhé. Đấy, mua về sẵn sử dụng thôi, xe cứng xe đấy. Quay cho anh em về nội thất luôn này, về thân vỏ là nội thất luôn nhé. Đấy, chủ xe bọc thêm áo ghế này, trần vẫn là trần nỉ nguyên bản đẹp này. Đấy, nói chung là cứng, xe tương đối về không phải là sẵn, không phải làm gì, keo chỉ của xe vẫn còn nguyên, không mất tí keo chỉ nào luôn. Nói chung là xe không mất keo chỉ, xe đều, xe cứng, rất là cứng luôn. Nội thất đây, lắp màn hình cam nùi đầy đủ hết rồi, về sẵn sử dụng luôn ấy, xe không phải làm gì đâu. Đấy, sàn nó vẫn là sàn nỉ. Đấy, sàn nỉ trắng cốp luôn nhá. Đấy anh em nhé, vẫn sàn nỉ trắng cốp luôn. Ốc ác kính cửa này, nói chung là xe còn tương đối đều, đẹp xe. Dòng này rất là đều. Đây, keo chỉ cánh đằng trước này, nói chung là có này keo chỉ, nó hoàn toàn là keo chỉ hắn còn zin luôn. Đấy, nốp đáp thì đẹp cả dàn luôn nhé anh em nhé. Đấy, nốp đẹp cả dàn, chủ xe sơn la răng chiếc này đủ hết rồi, xe không bục mọt gì. Cho anh em kiểm tra khoang máy xe luôn nhé. Xe em về con này chưa dọn rửa gì đâu. Đấy, tí về em dọn qua một chút rồi thì là ok luôn. Đấy, cho anh em xem khoang máy của xe. Pha đèn này hơi mờ này, pha đèn này em về em đánh bóng này. Pha đèn này về em đánh bóng hết luôn nhá, đánh bóng cái sạch luôn, pha đèn nó hơi mờ tí. Còn đâu thì xe nó không đâm va gì. Đấy, khoang máy móc đây nhá. Đây thì hiện tại đang trên đường về quay luôn cho anh em để kiểm tra luôn chất lượng của xe luôn, thực tế luôn. Vì em thử dân dã mà xe có như nào thì quay thế này. Hiện tại xe đang trên đường về thì quay luôn, chả còn dấu giếm gì cả. Nên máy móc khô ráo, không ẩm ướt, không dầu mỡ gì đâu. Đấy, không ẩm ướt, không dầu mỡ gì đâu anh em nhé. À, răng bệ này không đâm ba gì cả, tem thì vẫn còn nguyên này. Xe cứng đều, xe về em dọn dẹp qua đánh bóng pha đèn này, mới lại dọn nội thất này là anh em lấy về được.
xe gần như là cũng không phải làm gì nữa cả. Đấy, tổng thành xe nhé, mẫu xe Chevrolet Captivan 7 chỗ ngồi sản xuất năm 2007. Mẫu xe này BMW đang bán chỉ có 248 triệu thôi. Đấy, anh em mua về sẵn sử dụng thôi nhé. Số tự động, xe cứng xe đều xe, em sẽ nhận dọn rửa nội thất này, đánh bóng pha đèn cho anh em, là anh em mua về là chỉ sử dụng thôi, không phải đầu tư tu bổ thêm đâu nhé. Đấy, xe cứng xe, anh em nào mọi chi tiết là có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0888907666 nhé. Đấy, số Zalo của em luôn, anh em cập nhật vào Zalo kết nối thì em sẽ gửi hình ảnh cũng như video chi tiết cho anh em nhé. Đấy, vâng, xin chào và cảm ơn anh em đang theo dõi clip của em nhé.